Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, trái tim của cả nước, là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa của nhiều vùng miền, cuốn hút người người tứ phương. Hà Nội với hàng ngàn năm văn hiến, tạo sự bền chắc trong tâm khảm mọi người và khắc đậm trong hàng loạt di tích, công trình, phong cảnh, ẩm thực. Thủ đô Hà Nội có vị thế quan trọng nên cũng là nơi các thế lực thù địch thường xuyên xuyên tạc, chống phá. Chúng không chỉ đưa tin thất thiệt mà còn kêu gọi người dân tụ tập, biểu tình chống lại chủ trương phát triển thủ đô, gây ảnh hưởng không tốt đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi đây. Từ năm 1954, khi giải phóng thủ đô Hà Nội, có các đảng phái chính trị phản động hoạt động với mưu đồ chống phá với các âm mưu thâm độc như xúc tiến tổ chức lực lượng chống lại chính quyền cách mạng khi vào tiếp quản, tuyên truyền xuyên tạc Hiệp định Geneva, âm mưu thành lập Trung đoàn Thủ đô, tự vệ thành đội, an ninh và địa phương quân, gồm những phần tử lưu